Đã có một số dự báo giá nhà sẽ tăng sau khi Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng tỷ giá. Tuy nhiên thì liệu biến động này có thực sự tác động quá lớn hay chỉ xảy ra cục bộ trên một vài phân khúc? Dự báo tình hình từ đây đến cuối năm có gì biến động lớn hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Sử Ngọc Khương, là giám đốc bộ phận đầu tư hãng tư vấn Savos Việt Nam xung quanh chủ đề này. Xin mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thưa ông, hiện trên thị trường một lượng lớn vật liệu xây dựng cũng như là trang thiết bị nội thất phải nhập khẩu từ nước ngoài. Liệu việc nới biên độ tỷ giá đồng đô la so với đồng Việt Nam sẽ có một tác động lớn đối với là giá thành và ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường hiện nay không? Biến mà nếu chúng ta nói mà cái bất động sản mà tăng giá do cái điều chỉnh này thì hiện tại là chưa. Tuy nhiên tôi trong tương lai tôi nghĩ trong thời gian sắp tới, và bởi vì là hầu hết các cái sản phẩm của chúng ta về liên quan đến vật liệu xây dựng, vật tư vật liệu xây dựng đóng một bộ phận rất lớn chúng ta nhập khẩu, thì như vậy nếu chúng ta thanh toán bằng đồng ngoại tệ thì có nghĩa là các doanh nghiệp bất động sản trong nước họ phải chuyển đổi từ Việt Nam đồng sang đồng đô la để mà thanh toán, thì đây tôi nghĩ là đây là một cái tác động trực tiếp đến cái việc kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp phát triển bất động sản. Thì đây là chúng ta thấy là một cái mà không ai mong đợi hết. Vâng, thưa ông, thì ở góc độ một nhà tư vấn thì mức tăng như thế nào được coi là hợp lý trong thời điểm này ạ? Với cái góc độ cá nhân tôi, mà tôi nghĩ là với cái biên độ mà chúng ta cộng trừ 3% như thế này á, thì tôi nghĩ là cái việc mà điều chỉnh giá thành sản phẩm bất động sản là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, ở cái góc nhìn về kinh doanh bất động sản thì liệu người ta tăng bao nhiêu để mà cái thị trường chấp nhận được, thì đây là các cái bài toán mà các doanh nghiệp bất động sản cũng cần cân nhắc. Bởi vì là hiện tại thì cái sức mua nó cũng đang còn khiêm tốn. Nếu mà chúng ta tăng lên nữa thì liệu cái tổng cấu thành giá trị sản phẩm á, thì liệu nó tăng bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như chúng ta đang nói một căn hộ trước đây 1 tỷ, bây giờ chúng ta tăng giá bán lên 5%, tăng 50 triệu, thì tôi nghĩ rằng đối với người Việt Nam thì chấp nhận có thể được. Tuy nhiên mà chúng ta tăng quá cao thì tôi e rằng là cái sự chấp nhận của thị trường nó cũng sẽ có hạn chế. Và do vậy thì trong trường hợp này, nếu mà chúng ta muốn giữ cái giá bán, giá sản phẩm ra thị trường nó mang đến là không bị ảnh hưởng nhiều, thì như vậy thì tăng cái nội địa hóa, cái tỷ lệ nội địa hóa của sản phẩm càng nhiều càng tốt để mà nó phục vụ được cái vấn đề về giá. Tuy nhiên nhìn ở góc độ về vấn đề về chất lượng và mẫu mã thì chúng ta cũng cần cân nhắc, nếu mà chúng ta có những cái sản phẩm nội địa thay thế được. Nếu đưa ra một dự báo từ đây đến cuối năm, liệu thị trường bất động sản nó sẽ có những cái biến động lớn do tỷ giá gây ra không ạ? Chúng ta phải nói đến hai vấn đề. Thứ nhất về vấn đề về tỷ giá hối đoái, thì như chúng ta thấy hầu như ở các năm chúng ta quan sát và lịch sử về cái đồng ngoại tệ thì hầu hết vào những cuối năm về vấn đề thanh toán quốc tế chúng ta phải thanh toán, và cái áp lực mà cần cái ngoại tệ để thanh toán cho nước ngoài rất là nhiều. Do vậy thì tôi cũng nghĩ là không khó mà tránh khỏi một cái việc mà tăng ngoại tệ. Cái thứ hai, ở góc độ bất động sản thì hầu hết thì các doanh nghiệp bất động sản là cái mãi lực mà tốt nhất là thường của đối với họ là từ quý tư hàng năm. Và vì cái việc là mãi lực mà ai cũng có muốn có nhu cầu mua sản phẩm để phục vụ Tết hay là sau một thời gian tích lũy, thì cái thời gian Tết là họ thời gian động lực của họ để ra quyết định mua sản phẩm nhà ở. Thì có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố là về liên quan đến là cái giá thành sản phẩm của bất động sản nó tăng theo tự nhiên, bởi vì cái lúc này cái nhu cầu nó lớn thì lúc đó giá tăng là tự nhiên. Cái thứ hai là việc biến động về cái biên độ biến động về tỷ giá hối đoái nó tăng lên, thì đối với các sản phẩm mà họ sử dụng cái nguyên vật liệu nhập ngoại vào nhiều thì cấu thành sản phẩm đầu vào của nó sẽ tăng, thì cái việc tăng lên là cũng là khó tránh khỏi. Và vấn đề mà phụ nữa ở đây tôi có thể gọi là nhóm thứ ba cũng được, là cái tâm lý của người tiêu dùng hiện tại đối với thị trường bất động sản đang quay lại. Thì do vậy thì cái việc mà từ đây cuối năm thị trường bất động sản mà tăng lên và tỷ lệ bao nhiêu chúng ta cần phải nghiên cứu một cách nó nghiêm túc, thì tôi nghĩ là khó tránh khỏi là cái việc từ đây cuối năm thị trường bất động sản sẽ tăng giá. Trong bối cảnh hiện nay mãi lực trên thị trường vẫn chưa quá lớn, có vẻ như là các doanh nghiệp vẫn còn phải nhìn nhau trước các quyết định tăng giá. Nói gì thì nói, buôn có hội bán có phường, chúng ta rất là dân gian chúng ta nói như vậy. Thì cái việc mà xem thì cái sản phẩm cùng loại, cái đối thủ của mình hay là các cái đồng nghiệp của mình họ có tăng giá không, tăng có bán được hay không, thì họ cũng dần qua dần lại. Nếu mà họ tăng họ bán được thì họ cũng sẽ cân nhắc, nhưng mà nếu mà tăng mà bán không được thì cũng là một cái khó nữa. Và cái cơ hội như chúng ta thấy hàng năm là cứ quý 4 hàng năm là cái mãi lực kinh doanh đối với các ngành nghề chứ không phải bất động sản đều tăng.
Thì do vậy thì cái việc mà tăng giá nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sức khỏe tài chính của họ. Và tại vì quý 4 hàng năm là cái quý mà thường là có những cái kết quả kinh doanh tương đối tốt nhất so với các quý trước. Thì do vậy các doanh nghiệp cũng cần phải cân nhắc cái việc là tăng giá và tăng như thế nào vào thời điểm nào. Vâng, xin cảm ơn ạ.